Do biệt nghiệp nên chúng sanh tái sanh vào các cõi khác nhau tương ứng với nghiệp của mình. Trong kinh có một số trường hợp chúng sanh ở cõi này nhìn được, thấy được những chúng sanh ở cõi khác mà không nhất thiết phải là các bậc thánh cho con hỏi chúng sanh ở cõi ngà quỷ và địa ngục có thấy được chúng sanh ở cõi người không và nhân duyên gì mà một chúng sanh ở cõi này nhìn thấy được chúng sanh ở cõi khác. thứ nhất là do nghiệp ừ. do nghiệp cho nên là chúng sanh ở cõi này có thể thấy được ở cõi khác và cũng do nghiệp cho nên chúng sanh ở cõi này không thể thấy được ở cõi khác đơn giản như vậy thôi cái thứ hai đó là được thánh nhân trợ giúp như trong trường hợp là các cái vị tỳ kheo hoặc là những cái vị cư uh, sĩ được uh, các vị thánh như là Đức Thế Tôn đưa lên cõi trời để như là trường hợp ngài Nanda đó uh, em của uh, Bồ Tát được Đức Thế Tôn đưa lên cõi trời để nhìn thấy chư thiên ở cõi trời. Hoặc là được phi nhân trợ giúp, thí dụ như uh, phi nhân như là ngạo quỷ thì họ có thể cho mình thấy cái thân hình của họ. Hoặc là phi nhân như là chư thiên. Thì họ có thể uh, cho mình thấy thân hình của chư thiên. Hoặc là đưa mình đi cổ này cõi kia. Để xem những trường hợp này có rất nhiều trong kinh tạng. Hoặc là sử dụng bù chú. Thì cũng có thể thấy. Nhưng mà cái chuyện mà dùng bù chú là cẩn thận nha. Tại vì uh, sư biết là có một anh ấy khi mà ảnh đi ngang qua một nghĩa trang ảnh thấy cái hình của một cô gái chết trẻ cái hình cổ đẹp lắm đẹp tới mức mà ảnh rúng động giống như là ảnh bị tiếng xét ái tình nhưng mà bây giờ người âm kẻ dương biết tính làm sao thì ảnh cứ lần hồi lần hồi mãi ở gần cái chỗ đó tại vì ảnh thương cổ quá rồi ảnh tìm cái cách nào đó để ảnh có thể nhìn thấy được cổ ảnh mới tìm thì à, cơ duyên như thế nào đó ảnh được à, có người chỉ cái phương pháp ấy. rồi ảnh thực hành rồi ảnh khi mà ảnh nhìn thấy cổ thì đương nhiên là cổ đâu còn là con người nữa khi đó thì cổ tái sanh làm cái hàng ngào quỷ mà cái thân hình của nó thì rất là kinh khủng cho nên khi mà ảnh thấy được á ảnh bị điên luôn thành ra là cẩn trọng, bởi vì có khi cái tâm lý của mình nó không đủ vững để mà mình có thể nhìn thấy ở các cảnh giới uh, siêu hình mà mình cố mình tìm á thì mà cái tâm mình không vững á thì nó chỉ có hại chứ không có lợi. Còn cái người đặt câu hỏi này thì quý vị hỏi thì sẽ trả lời thôi, chứ còn chúng ta tốt nhất nên đặt những câu hỏi nó thực tế một chút. Và cái điều cuối cùng á là khi có thần thông thì tự nhiên là có thể thấy được các cảnh giới ở cõi khác. Riêng về địa ngục á, chúng sanh ở địa ngục thì không thể thấy được, không thể thấy được chúng sanh ở các cảnh giới khác.